Cũng cho nó có không? Cao quá hả? Ta cũng nhớ hộp để đâu nữa. Như để trên này, để tao xíu đi. Để tao xíu đi. Hay là tổ... Ê, mày lên trên cái nóc đồ á. Coi coi là có cái hộp ở trên đó không? Nóc đồ bên trong tủ tao nha. Chị, tao để tao quên mẹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream Kachima của Chu Hoài Bảo nha. Hello Thảo Tiên. Các bạn ơi, các bạn sẽ livestream cho mình nha. Đủ 2.000 bạn mình đâu Kachima nha mọi người. Các bạn ơi. Trời, mới ăn no quá trời luôn á. Mốt không ăn no gì đâu. Tại vì mỗi lần mình kể chuyện á là mình sẽ ăn nhiều lắm. Bình thường mình không ăn nhiều đâu, nhưng mà khi mà mình kể chuyện mình sẽ ăn rất nhiều. Bởi vì là kể chuyện mệt lắm. Các bạn nghĩ kể chuyện 1 tiếng là nó bình thường hả? Kể chuyện 1 tiếng là nó bình thường hả? Giờ mình nể mấy cái người livestream bán hàng lắm á. Tại mình live 1 tiếng là 1 tiếng đó nói chuyện xuyên suốt luôn. Mà vừa nói vừa diễn vừa nhớ chuyện. Các bạn nghĩ nó bình thường lắm hả? Mà có một mấy má nó kêu tao kể 2 tiếng. Mày lên đây mà mày ngồi để mày kể 2 tiếng nè. Tao kể 1 tiếng là tao muốn chết rồi. Nó kêu bắt mình ép mình kể 2 tiếng. Nó khùng rồi. Nó phải cho mình nghỉ ngơi chứ. Hello Kim Ngân, hello Thiên Ngân. Hello Huỳnh, hello bạn Anh Thư. Hello anh Trâm. Mệt lắm cho nên là một lần mình kể là mình ăn rất nhiều. Em tìm ra được cái hộp chưa? Em mở cuộn. Cái hộp để đâu ta? Ủa sao kỳ vậy ta? Trong nhà ta mà nó ở đâu trời? Em ngồi em để cái tay vô đây nè. Em ngồi em để tay trong màn hình vậy nè giùm anh nè. Xong rồi em kêu là em cứ lặp đi lặp lại là 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Để tao đi kiếm cái hộp. 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Hai ngàn bạn. Mày hello mấy bạn trong đó giùm tao đi. Hello mọi người, 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Đọc tên hả? Hello Tờ Quy. Hello Nhân Minh. Hello no people. Hello vô hả? Hai mày có 2 nền tảng rồi, mày kiếm đi. 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha mọi người ơi. 2.000 bạn nha. Ủa, không để hết hộp Hello, rồi. hello. Trời đất ơi, không để tao bán đắt tới vậy hả má? Tao bán đắt kiểu gì trời? Tao hết hộp rồi nè, tao hay luôn. Chết mẹ rồi, giờ sao không có hộp để ra cho khách? Chết mẹ tao rồi. Mọi người ơi, 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Chết mẹ tao rồi mày ơi. Anh Nhân. Để tao hết hộp thiệt. Thấy chưa? Em nói rồi mẹ em... Tao hết thiệt. Dạ bán đắt quá hết. Vậy là buổi giờ mấy nhiều chịu đúng không? Nhưng mà tao tại vì tao là coi nó khách vợ. Thôi vậy không được rồi, phải để nhặt rồi. Chắc phải nhắn tin với người ta mấy cái người mà bán mua nhang á. Ừ, chắc vậy quá à. Giờ đi trước thôi, đi mấy cái nhỏ nói nhỏ chứ, đi mấy cái nhỏ nhỏ chứ, đi mấy cái spam thì được. Hai mọi người ơi tương tác cho mình đi, đủ 2.000 bạn bắt đầu kể chuyện ma nha. Hộp đóng hàng á má, hộp đóng gói hàng á. Hello Nguyễn Ngọc Bảo Thi. Hello Ngọc Diễm. Đừng nên nói má. Má chậm đặng nó im luôn đi. Mở miệng ra có duyên quá thì mình nên hả là khép cái duyên mình lại, chừa duyên cho người ta, chừa duyên cho người khác nữa nha. Mẹ cái gì đó. Cái gì đó, có đứa nào mới kêu xỏ gì khuyên đó. Đợi xíu nha, đợi xíu. Cái nào khỏi khuyên gì á. Đứa nào mới kêu xỏ cái gì khuyên nó comment lại cho tao đây không thấy mọi người ơi. À mẹ anh biết anh xỏ khuyên chưa? Chưa. Hello Diệu Hiền. Hello Ngọc Nè. Chết mẹ ơi, ngày mai đám giỗ ngoại nào mẹ cũng có mẹ tao. Có mẹ tên anh tuổi đó, để em mai mét cho. Thôi ngày mai tao không đi đám giỗ đâu. Không, bây giờ không có đám giỗ thì mai về ngủ nghe. Hello Xuân Tàn. Để mai chưa có kể. 2.000 bạn mình kể cho mọi người, share livestream nha. Con này sao ta?
chắc tao nhét lá bài tao nói cho đủ đít mày quên. Bé để hết hộp thiệt. Bé ơi, coi chùm đi qua đi lại đó. Ok. Cất lên đàng hoàng. Trời ơi, đánh đắp nổi mà. Hết hộp luôn rồi. Mọi người đừng nhắc cái vụ đó nữa. Mình sợ lắm. Mình sợ lắm. Thiệt ra là cái vụ đó rất là tan thương luôn. Thiệt ra cái vụ mà trái ở bên Hà Nội đó, thật sự là mình không dám lướt TikTok mấy là không dám lướt tương tác mấy ngày nay, bởi vì là mình cứ lướt tới đó là mình khóc. Và mọi người, mình lướt tới đó là mình tổn thương lắm. Mình nghe cái kiểu nóng, mình nghe người ta kiểu nóng quá mình đau lòng lắm mọi người, mình nhói lên luôn á. Nhưng mà mình lướt TikTok lướt cái tương tác á, cái mình thấy mấy bà mấy má mà, ý là mình không biết là nói gì, nhưng mà mình không có ý gì, nhưng mà mình thấy nó sao sao quá, kiểu mấy bà mấy má chụp hình mấy bà má gì nè, đúng không, up cái clip gì đó, xong rồi mấy má ghi water trên đó, còn thời gian đi ghi water nữa hả, water về cái chuyện đó mà phải up, mà up mình nữa nha má, phải up mình vậy nè, thấy sao sao á, thấy kiểu mình đã phải, mình sợ quá, mình kiểu là không có ý cái gì, nhưng mà mình đã hạn chế rồi, mình hạn chế phải lướt rồi, mình đau lòng quá, mình cứ lướt thấy là đau lòng mình không dám lướt luôn, mà mình tới lướt tới cái má đó mình thấy cứng ghê, mình thấy quá trời cứng luôn, mình muốn chửi ghê á, nhưng mà mình phải tu á, mình không dám chửi á, chụp gì nè, làm cái chữ á. Lao cam à? Cam này đâu bị gì đâu mà lao. Cam nào? Mọi người ơi, xe livestream mình nha, đủ 2000 bạn mới đâu kể nha. Mình sợ mình bị nhạy cảm quá mọi người, hay là tại vì mình nhạy cảm quá. Anh không có clip mà có hình ảnh người nhảy xuống đây. Có đó, đừng anh khóc á. Sợ quá. Anh nghe cái chữ kêu nóng quá thôi là anh đã khóc rồi. Vậy mà các bạn biết hả, cái đợt mà nhà mình cháy á. Đợt mà nhà mình cháy á. Những người xung quanh đẩy mình vô trong nhà, các bạn tin không? Đẩy mình vô trong nhà để làm gì biết không? Mở cửa mà trong đó khói không à. Khói nó còn độc hơn nữa. Nhiều người mất vì khói á, chứ không phải mất vì cháy nữa. Nó cứ đẩy mình vô trong đó hoài luôn. Rồi mình phải lên tới tận lầu 2 mình tự mở cửa vậy đó, không một ai giúp mình hết. Mà cứ tao mới cứ đi vô, cái tao mới đi ra, cái nó đẩy tao vô, cái nó đẩy tao vô. Tại vì nó sợ nhà nó bị gì á, hiểu không? Nhưng mà mình đã dập lửa rồi. Cái lúc mà nhà bảo cháy là bảo đã dập lửa rồi, chỉ còn khói thôi. Mà nó ngựa, nó bắt mình đi vô, hốt mấy con chó, hốt từng con chó ra. Mà mấy con chó gặp tụi nó thì sợ quá, tụi nó cứ đứng trước đó hoài, mấy con chó cứ chạy vô hoài. Mà con này cứ chạy vô là mình chạy ra, mình hốt. Mình chạy vô lại mình hốt. Xong rồi mình phải lên đó, mình phải mở hết cửa theo ý tụi nó. Tới khi mà mình gục trong đó rồi á, mình gục vì khói á, nó mới kêu là thôi đừng cho thằng này vô nữa. Không má nào vô hết. Đẩy thằng nhỏ vô hoài luôn. Mà trong khi là cái cháy mình đã dập rồi các bạn, đúng không? Nó sao á mọi người, lúc đó họ sao, họ hành xử với mình sao á. Hello Đăng nè nha. Hana Diệu Tâm, để cái tên nào cho nó đàng hoàng xíu đi, tao đặt tên nha. Mọi người sẽ tương tác với livestream giúp mình nha. Đủ 2000 bạn mới đâu kể chuyện ma nha. Chưa kể má, nãy giờ thấy tao có kể cái gì đâu. Tao không nhớ. Mọi người thả tim cho mình nha mọi người, share livestream đủ 2000 bạn đâu kể chuyện ma nha. Hello bé Ni. Ủa nãy giờ có kể đâu mà kể lại là sao? Nào đủ 2000 bạn bắt đầu kể nha. Cảm ơn Lê Quỳnh nha. Kêu tên em trong tuyệt vọng đi anh. Anh đó! Dậy đi em ơi! Anh đó! Dậy đi! Mẹ ăn đi, mẹ ăn thử coi. Nhưng mà nhân trai mới ăn nha. Nhân gì vậy? Cái này nhân độc cảm thì em nghĩ gì nghĩ ăn nha. Nhưng đang anh nói lời yêu. Cái gì vậy, sợ vậy? Mày hỏi nhân gì đó kêu. Nhưng đang anh nói lời yêu. Hello Phạm Thư, các bạn share livestream giúp mình nha. Rồi ok, Huy Hữu luôn.
ok, nhưng Mã là người tốt, mấy con nói mà là người tốt là tao là thiên thần rồi. Mấy con Nhân Mã mà là người tốt thì mấy con Thiên Bình là thiên thần rồi nha. Các bạn ơi, thả tim live stream mình nha. Môi hồng là do cái filter đó. Hello Mộ Si Mộ. Hello Huỳnh Thị Phi Yến. Trời ơi, cái gì vậy bé? Cái đó hả? Ủa sao tao gió trong đó vậy? Em hoặc là nó mới bỏ thẻ biết bên trong. Nó còn cục nhỏ trong đó mà, tao đâu có biết đâu. Trời ơi, tao đâu có biết đâu, nhưng mà chắc vẫn phải đặt thêm bé ơi. Trời ơi, không, nhưng mà nếu mà anh không đặt thêm là hết hàng nha, tại đang cháy hàng dữ lắm đó. Ừ, biết rồi. Mọi người ơi, xe mọi người ơi, thân tách ra chim nha. Các bạn ơi, xe live stream giúp mình nha mọi người. Mình coi là bao nhiêu xe rồi. Tao nhức răng quá, tại lỗi ăn đó thấy nhức răng ghê á. Ừ. Thôi nè, ở bên Facebook mà được 200 xe là mình bắt đầu kể nha. Cảm ơn Ngọc Trâm nha. Lạ gì má? Hello Ngân Nguyễn nha. Cái bên bay cái livestream này được 200 xe mình bắt đầu kể luôn nha mọi người. Còn 50 xe nữa nha mọi người ơi. Mọi người xe giúp mình một cái nha. Hướng thụ gì? Hưởng thụ nỗi đau cùng tôi đi. Đi ngủ đi má. Nó kêu buồn ngủ quá, tao kêu nó đi ngủ đi. Buồn ngủ thì đi ngủ đi má. Tao kề dao vô cổ nó, bắt coi live stream hay gì vậy, nó nói cái giọng gì vậy. Giờ này tao lớn tuổi nó khó chịu lắm nha, tao khó tính lắm á. Tao chửi đó. Giờ là mình không nể cái gì nữa, hồi xưa là mình còn nhịn, hồi đó là mình còn nhỏ mình không biết. Còn giờ hả? Chọc tao hả? Trời ơi! Cái gì á? Mới tặng cái nón. Trời ơi, quá à. Rồi ok, bắt đầu mình kể nha. Ok, let's go. Câu chuyện đầu tiên á, là của một bạn đã gửi cho Bảo. Cái chuyện này là như thế này nè, mình xin phép được lấy tên của một bạn nam nha. Triệu Minh Bảo. Cái chú đó tên là Triệu Minh Bảo đi. Thì cái chú Minh Bảo đây nè, cái tiếng nhạc hơi lớn. Để nhỏ nhỏ lại xíu. Thì cái chú Minh Bảo này là chú có một người con, nhưng mà cái người con của chú á, là bị nhiễm chất độc màu da cam. Người con thứ hai của chú là bị nhiễm chất độc màu da cam, cái anh đó là nam. Còn cái người nữ lớn á, thì đi lấy chồng rồi. Đó là chú có hai người con, một á, là người nữ, hai là người nam. Người nữ á, là đẻ ra trước khi mà bị dính chất độc màu da cam. Còn cái người nam á là đẻ ra sau khi mà bị dính chất độc màu da cam. Thì cái anh con trai út của chú Triệu Minh Bảo á là không có đi đứng được bình thường như người ta. Là lúc nào cũng phải lết hết, và tất cả những cái hoạt động hàng ngày á là đều phải là chú Triệu Minh Bảo làm. Từ cái việc mà đi vệ sinh nè, không thể tự đi vệ sinh được. Từ cái việc mà lau dọn chất thải của con chú là chú làm hết rồi hả, đút ăn, tắm thì cũng phải tắm cho, lau mình là chú làm hết. Nói chung là trời, thiệt sự luôn á, nội thôi là cái người nhà của bạn á, mình nói thiệt nha, người nhà của bạn mà người ta bệnh á, mình đi chăm thôi, thường mình thấy là có cái gì nè, bạn mình làm ở phòng hồi sức hả, đúng rồi, bạn mình làm ở phòng hồi sức, bạn mình nói á là cái phòng đó vô á là rất là mắc tiền, có nghĩa là mình phải ở trọng, có nghĩa là thở là mình phải có ống thở luôn. Thường mà những cái người vô phòng hồi sức á là người ta bị nặng lắm rồi, là phần trăm sống á nó ít lắm. Thường là những cái người nào mà người nhà của người ta gửi ta vô đó là
kiểu mà làm cho tới khi nào mà người ta đi thì thôi, chết thì thôi. Đó là gì đó. Thì hả, thường chăm mấy cái người đó là đã rất là cực. Mình nói các bạn nha, ví dụ nha, mình mới vừa lật người đó qua bên này để mình lau lưng cho người đó thôi nha, là người ta ị một bãi, xong mình dọn xong mình lật cái lưng lại qua bên kia mình lau một cái, nó ị, người ta ị thêm một bãi nữa. Có nghĩa là những cái người mà ở cái chỗ đó là người ta đã hôn mê rồi, thường là những người ta không còn biết cái gì nữa. Ta nói là làm điều dưỡng ở đó là nó quá đã luôn. Thiệt ra làm ở đó thì nhiều tiền lắm nhưng mà cực lắm. Những cái người đó người ta thường không hề biết được cái người ta đã phải thở bằng ống rồi, ta không biết gì hết trơn á. Thì chăm như vậy là đã cực rồi, còn huống chi mà chăm cái đó là chăm thời gian ngắn thôi, còn huống chi là chú Triệu Minh Bảo á, là chú chăm con của chú từ cái lúc còn nhỏ cho tới lớn luôn. Sau một thời gian khi anh này lớn rồi đó thì anh này mất, anh này đâu có đủ khả năng để mà đủ sức khỏe để mà sống lâu dài được thì anh mất. Thì khi mà cái anh con trai út của chú Triệu Minh Bảo mất á thì chú đỡ hơn một chút, nhưng mà vì làm như cái không biết là kiếp trước là có nghiệp quá hay không mà không biết sao tội cái chú này lắm. Con chú mất xong chú đỡ được chút xíu thì chú bị bệnh, mà chú bệnh rất là nhiều, chú có rất là nhiều bệnh nền luôn. Thì bệnh của chú Triệu Minh Bảo càng ngày càng trĩu nặng, trở nặng. Thì cho tới một cái ngày á là chú Triệu Minh Bảo có một cái lên cơn đau tim, thì bắt đầu là mới đưa đi bệnh viện, mà trên đường đi bệnh viện á là tim đã ngừng đập rồi. Là trên đường á mà chở chú Triệu Minh Bảo đi cấp cứu nha, là tim đã ngừng đập rồi, tưởng là chú chết rồi, nhưng mà khi mà tới bệnh viện á thì tự nhiên chú sống lại nha. Ghê vậy. Tự nhiên chú sống lại. Xong rồi mà chú sống lại kỳ lắm, tim chú đập lại mà con mắt của chú á khi mà mở ra là khi mà mọi người đang nói chuyện như này, mọi người quay qua quay lại thì mọi người thấy con mắt chú như này. Con mắt chú trợn tròng lên mà con mắt chú đỏ hoe. Cái lúc đó thì mọi người hết hồn luôn, tại vì xác định là chú chết rồi. Nhưng mà khi mà quay lại thì thấy chú mở mắt thì mới tiến lại gần chú kêu chú, thì lúc này chú không có trả lời, chú chỉ có trợn mắt lên như thôi nè. Nhưng mà thấy chú tim đập lại và chú thở được. Thì hả, sau một hồi thì kiểu như là cấp cứu này kia các kiểu xong thì thấy là chú bình thường rồi thì mới cho chú về nhà. Nhưng mà lạ một cái nha, từ khi mà chú về nhà là chú đi đứng không được bình thường. Chú không hề liệt nha, bình thường chú không hề liệt nha. Nhưng mà sau cái cơn đau tim nói về là chú không đi đứng lại được, chú phải lết không à. Chú phải lết không, và chú nói chuyện cũng rất là khó khăn luôn. Và cái triệu chứng á, những cái hành động đó y chang như là đứa con trai út của chú ngày trước mà lúc còn sống vậy. Chú lết xong rồi chú nói chuyện rồi này kia ăn uống cũng rất là khó khăn. Tới nỗi á, mà cái chị mà chị lớn á, tức là chị đứa con gái lớn của chú Triệu Minh Bảo á, phải qua thăm, qua chăm chú thường xuyên. May á, là nhà của chị á, với chồng á, cũng gần chú, cho nên là nó đỡ được cái là qua chăm ba. Tới một ngày kia á, thì chú nha, chị con gái của chú á qua thăm chú để chăm chú thì mới phát hiện là chú không có trong nhà. Thì lúc này mới tá hỏa đi tìm. Thì mới thấy là chú đi kiểu là giống như là ngựa trên chợ, người ta nói là chú lết lên chợ, có nghĩa là chú lết mà chú lết từ ở nhà mà lết lên tới chợ luôn. Người chú toàn là bùn đất không à. Chị nghe vậy xong chị mới chạy lên đó, chị mới đón chú. Chị cũng hỏi là tại sao mà ba lết từ nhà lên chợ để làm gì, thì chú cũng không có trả lời. Đem ba của chị về, đem chú Triệu Minh Bảo về rồi tắm rửa cho chú Triệu Minh Bảo. Xong rồi qua ngày hôm sau tiếp tục mà quay lại cái nhà để chăm ba mình nữa, thì mới phát hiện là chú Triệu Minh Bảo bị té và nằm ở trên một vũng máng. Là chú bò chú lết sao mà nó té, hay là chú ở trên giường á nó rớt xuống á chú té, nằm ở dưới một vũng máu luôn. Thì cái lúc này mới chở chú đi bệnh viện. Thì khi mà chở chú đi bệnh viện á thì bác sĩ nói là kỳ nha, kiểm tra tim thì vẫn còn đập, nhưng mà ruột gan phèo phổi ta nói nó dập nát hết rồi.
Ta nói là kiểu như là người ta mà kiểu như là người ta chụp X-quang với lại là người ta xem xét á, là có bị chấn thương ở đâu không á, thì người ta coi hình ảnh á, thì người ta thấy là nội kiểu mà nội cái gì đó, nội tạng á, nó bị dập hết trơn rồi. Nó không phải là nội tạng của người sống, hiểu không? Nó không phải là nội tạng của người sống. Mà nói là tại sao tim chú vẫn đập mà mắt của chú vẫn hồng nha. Ở bệnh viện một ngày xong là chú mất. Ở bệnh viện một ngày xong là chú mất. Thì khi chú mất á, mặt của chú vẫn còn rất là hồng hào, không có cái dấu hiệu nào là của người chết hết. Thì đem sáng đem xác về, đem cái xác của chú về nhà. Và buổi tối hôm đó là ghê một chỗ là buổi tối hôm đó gì má ghê hả? Ủa thấy chị này bình thường mấy cái chuyện trước mới ghê, sao chuyện này mày sợ? Tại vừa làm vừa nghe. Ủa vậy hả? Ghê một chỗ là gì nè, khi tất cả mọi người trong nhà đang ngồi ở phía sau nhà để gọi mà bàn đám ma, thì mấy đứa nhỏ trong nhà nó chạy ra ngoài trước nó chơi. Thì khi nó chạy ra ngoài trước nó chơi á, thì nó la lên. Mấy người lớn trong nhà đang nghe vậy nè, đang ngồi nói chuyện với nhau là bàn phải xử lý cái xác sao, rồi xong phải làm đám ma sao. Thì mấy đứa nhỏ nó la lên: ba mẹ ơi, cô chú anh chị ơi, Có một đàn người đang đi vô nhà mình kìa. Cái xong rồi mấy con nhỏ la tán loạn lên. Thì trong đó có một thằng nó lớn. Thì sau khi mà cả nhà chạy ra thì cả nhà đâu thấy cái gì đâu. Thì lúc này á, cái thằng lớn nhất ở đó thì nó mới nói là, mấy đứa nhỏ thì làm gì nó biết, cái thằng lớn nhất ở đó nó kêu là: hồi nãy á, chính mắt tụi con thấy là có nguyên một đoàn người lính đang đi diễu hành, và ở trên vai của họ có vác theo một cái hòm, và họ diễu hành, họ đi tới đứng trước cửa nhà mình kìa, thấy đứng ở trước cửa nhà mình luôn, mà mặt mày ai cũng trắng bệch mà xanh lè hết. Đó là thấy như vậy đó. Cái xong nội hả, thì cái đám ma đó thì nó cứ diễn ra thôi. Thì khi mà nó diễn ra thì cái lúc đó đó là khi mà cả nhà đang đọc kinh đó, thì mẹ của chú hiểu không, mẹ của chú á thì đang nằm, đúng rồi, mẹ của chú đang nằm ngủ. Thì tự nhiên bà ngồi bật dậy, xong rồi bà ngồi bà niệm kinh Địa Tạng, bà ngồi bà niệm quá trời luôn, bà niệm mà lo sợ rồi bà niệm như đó. Cái xong rồi hả, cái người gì của cái người, một cái người gì trong đó mới chạy lại hỏi là: ủa mẹ sao vậy, mẹ có vấn đề gì, mẹ có chuyện gì không, sao mà mẹ lo lắng vậy. Cái xong rồi lúc này hả, mẹ của chú Triệu Minh Bảo quay qua nạt cái mặt gì đó là kêu: mẹ nào, tao thằng cha mày nè, là ba của chú Triệu Minh Bảo á chết rồi. Thì á, cái ba của chú Triệu Minh Bảo nhập vô trong người của mẹ của chú Triệu Minh Bảo á, thì ba của chú kêu á là: tao thằng cha mày nè, tao nhập vô bả để tao nói chuyện với mày. Tại sao con mày còn nhỏ mà mày cho nó đọc kinh nhiều quá vậy? Nó còn nhỏ xíu mà mày cho nó đọc kinh Địa Tạng. Với lại cái thứ hai á, là tại sao mày cho nó đi tu, kiểu như là mày có muốn cho nó đi tu không? Mình không hiểu tại sao là ông lại cấm không cho bé nó đi tu. Bởi vì là cái gì đó có một đứa con, và cái đứa con của gì đó muốn đi tu, cho nên là đọc kinh với lại là ăn chay. Thì cái người ông mới kêu là: nếu á, nó còn nhỏ lắm, ta không có muốn như vậy. Mày á, mà đừng cứ để nó vậy hoài á, tao dắt nó theo. Tao xuất hiện này tới tao cảnh báo mày đó, mày còn để nó vậy nữa là tao dắt nó theo. Đó gì đó mọi người. Cái xong rồi xuất ra, thì lúc này cái ông xuất ra, thì con của chú Triệu Minh Bảo là thằng con trai á, con của chú Triệu Minh Bảo là thằng con trai á, nó nhập vô lại cái đứa con mà bị chất độc màu da cam, nó nhập vô. Xong nó nói chuyện với lại người chị của nó, là cái canh, nó nói chuyện với chị của ảnh, là cái chị lớn, là con gái lớn của chú Triệu Minh Bảo, mới kêu là: đáng lẽ là ba đã mất từ cái hôm mà đi bệnh viện rồi, ba đã mất từ hôm đi bệnh viện rồi, nhưng mà bởi vì là lúc mà em còn sống á, từ nhỏ tới lớn em ở trong nhà không à,
em không được đi ra ngoài đường, cho nên là em mới quyết định là em nhập trong người của ba để sống một cuộc sống mới. Thì em nhập vô trong người của ba để em có thể đi đây đi đó. Rồi xong rồi hả, tiếc một cái là em bị lính. Có nghĩa là gì nè, em bị lính của ông nội. Em bị lính của ông nội. Có nghĩa là ông nội á, mình kể cho các bạn nghe, các bạn phải nghe kỹ các bạn mới hiểu nha. Ông nội của cái anh đó đó là cha của chú Triệu Minh Bảo nãy mới nhập vô trong người của mẹ chú Triệu Minh Bảo đó. Xưa đó là chỉ huy. Cái lúc mà ngày xưa còn sống á, là đi đánh giặc cho Việt Nam mình là chỉ huy, còn chú là lính. Chú Triệu Minh Bảo là lính luôn. Thì cha của chú Triệu Minh Bảo mất. Thì cái lúc á mà chú Triệu Minh Bảo mà mất ở khi mà đi bệnh viện á, mà bị lên cơn tim á, là có một người anh trong họ hàng của chú Triệu Minh Bảo mới thắp nhang cho cha của chú Triệu Minh Bảo, kêu là thôi cha về cha đón em nó đi, chứ hả em nó hả bệnh vậy hoài cứ như vậy hoài thì vừa tốn tiền mà vừa mệt, vừa không có tốt cho em nó. Là cái hôm mà chú nghe đầu chuyện kể là chú Triệu Minh Bảo đi bị tim mà mất á, là cha của chú đón chú đi. Cha của chú đón chú đi. Mà cha của chú hả, dẫn nguyên một đoàn lính đón đi luôn. Và cái đoàn lính đó là cái đoàn lính mà hôm bữa đó, hôm qua hôm kia, mang cái hòm qua trước nhà đó, là cái đoàn lính đó là đoàn lính của ba chú, cha chú hả Triệu Minh Bảo đó. Và lính của cha chú Triệu Minh Bảo biết á, là thằng con đang nhập trong người của chú Triệu Minh Bảo là lúc này chỉ là cái xác thôi, còn phần hồn bên trong không phải là của chú Triệu Minh Bảo, là của con chú. Thì lính đó mới được phái đi để đá cái hồn đó ra, có nghĩa là xuất cái hồn đó ra để cái xác này được đi chôn cất, hiểu không? Là để cái xác này được đi chôn cất, là nó lên vậy đó. Không hiểu thôi nghe lại đi má. Mai nghe lại đi má, tao kể gì quá dễ hiểu, mày hiểu không? Mày hiểu không? Quá dễ hiểu luôn. Bây giờ là thằng cha chết rồi. Đó, thằng ông nội. Là do thằng ông nội kêu á, thằng ông nội tới bắt cái hồn đi. Thì khi thằng ông nội bắt cái hồn đi thì thằng con cũng chết rồi, thằng con của thằng cha chết rồi. Nó mới nhập vô trong cái xác đó. Sau khi mà nó nhập vô trong cái xác đó rồi á, thì nó quậy xong rồi thằng ông nội mới phái người xuống đá cái thằng con ra. Trời ơi quá dễ hiểu, tại sao không hiểu? Đầu óc ăn cái gì mà không hiểu? Giỡn quá à. Tao giỡn mà, anh giỡn thôi. Anh đùa đó, anh trêu em đó. Anh không có hung dữ như vậy. Mà dễ hiểu mà. Tao kể rất là tỉ mỉ luôn. Tao kể kỹ đó. Mà nó không hiểu, nó không hiểu sao? Là sao? Là gì nè, là sao? Là gì nè, mày đưa cho tao ba cái nhang coi. Mày đưa tao ba cái nhang đi. Mày đưa tao ba cái thanh nhang đi, tao kể mày nó không hiểu nè. Rồi, thằng ông nội là cái cây này. Cha là cái cây này, thằng con là cây này. Cây này chết, cây này còn sống. Thì cây này còn sống được cây này đem đi. Là bây giờ cái cây này chết rồi nè. Là cái cây này còn cái xác không? Thì cái cây này là cái hồn rồi. Nó mới nhập vô cái cây này để nó trở thành cái cây này để nó sống. Xong rồi cái cây này biết, cái cây này phái người tới đá cái hồn của cái cây này đi. Đó, chuyện dễ hiểu vậy mà nó kêu không hiểu. Không hiểu, có hiểu được chỗ nào? Quá trời tức luôn à, tao kể quá trời à. Rồi bây giờ mình kể tiếp nha. Câu chuyện tiếp theo. Ủa gì vậy trời? Ủa là sao vậy má? Ủa là dữ chưa? Ủa? Không có. Ủa tự nhiên Facebook nó có cái gì nó mới nè bé. Anh muốn vô trong cái à, anh đâu có muốn coi này đâu. À, anh hiểu rồi. Thôi bé làm việc tiếp đi. Anh lo được. Để ta nhớ coi. Để ta xíu nha. Ok. Rồi, má cái chuyện này là chuyện mà chơi ma xó nè. Cái chuyện này chơi ma xó nè. Thì là mình xin phép đặt tên đi. Cho mình xin cái tên đi. Chu Hòa Bảo. Đá bây giờ cái tên gì ta anh nè, tên nam hay nữ ta? Tên nam á. Tên nam mình Chu Hòa Bảo là ok, giúp gọi.
Hiển đi, đúng rồi, tên Hiển. Tên Hiển. Tên Hiển đi, tên Hiển. Rồi. Thì cái bạn Hiển này mẹ của bạn Hiển đi. Mẹ của bạn Hiển là lấy cha của bạn Hiển. Nhưng mà cái lúc mà khi mà lấy cha của bạn Hiển á, thì mẹ của bạn Hiển không biết á là bà nội của bạn Hiển chơi ma xó. Giải thích cho các bạn biết ma xó là gì. Ma xó là người ta sẽ đi lấy những cái linh hồn chết vất vưởng ở ngoài đường á. Người ta sẽ lấy cái linh hồn chết vất vưởng ở ngoài đường, xong người ta đem cái linh hồn nó về và người ta luyện trở thành âm binh, hiểu không? Trở thành âm binh, và người ta dùng cái âm binh đó để người ta đi hại người khác nhằm trục lợi cho bản thân. Ví dụ nha, bây giờ Bảo lấy cái hồn của một cái người chết vất vưởng ở ngoài đường nè, đó Bảo về Bảo luyện thành âm binh, Bảo cho những cái thuật đen lên và Bảo cúng cho họ ăn ví dụ như máu nè hay là những cái gì đó đó, người ta trở thành âm binh của Bảo. Thì Bảo ghét con Trâm Đặng quá, Bảo ghét con Trâm Đặng quá, xong Bảo mới kêu ê phái âm binh tới. Thế con Trâm Đặng nó bị đau bụng, xong con Trâm Đặng nó hả ăn uống không được, cái con Trâm Đặng nó rụng tóc đó đó. Bảo hại con Trâm Đặng xong, cái xong mà Bảo được cái lợi là hả, Bảo hại được nó là Bảo được cái lợi rồi đó, là cái lợi thứ nhất. Hoặc là Bảo hả sẽ hại nó làm sao là để cho hả tài sản hay là tiền bạc và may mắn của nó về với mình đó. Ví dụ là vậy đó, ví dụ là vậy nha, chứ tôi không hề có ác ý gì với cô ấy cả. Tôi với Trâm Đặng không hề có hiềm khích như đã nói, ok ha. Rồi thì khi mà bà nuôi như vậy đó thì đâu phải là một âm binh không đâu, mà sẽ là thường người ta nuôi là người ta sẽ gom rất là nhiều vong hồn bất vưởng, người ta về người ta làm cái binh đoàn luôn. Thì tất nhiên là làm như vậy là nó nghiệp rồi, đáng lẽ là phải để cho hồn của người ta đi siêu thoát hay đi đầu thai, mà tự nhiên cái hồn của ta không được đi đầu thai, không được đi siêu thoát, mà phải ở lại để làm giống như là làm công cho mình đó. Đó là rất là nghiệp. Cho nên là khi mà bà mất á thì bắt đầu cái nhà này bị quật. Khi mà bà mất á thì bắt đầu nhà của bạn Hiển bị quật. Thì bị quật ghê lắm, nói chung là thất bại toàn tập luôn, là đời mẹ ăn mặn là đời con khát nước. Ví dụ nha, vào năm 2013 á là có rất là nhiều vấn đề xảy ra với là nhà nội của bạn luôn. Thứ nhất là bác của bạn mất. Thứ hai, chú của bạn phá sản. Thứ ba là những người trong nhà cứ bệnh tật triền miên luôn. Thì thứ nhất đó là mình nói về bác của bạn đi. Bác của bạn Hiển á là như vậy nè. Bác của bạn Hiển á là trước năm 2012 á, là năm 2012 là bác của bạn Hiển lên tổng giám đốc ở công ty rồi. Nói chung là nhà cửa cũng khá giả lắm, được nuôi ma xó mà, rồi xong lại được lợi từ tụi nó, cho nên là giàu có lắm. Nhưng mà sau đó mất hết. Sau khi mà bà của bạn mất là mất hết, và thậm chí còn phải chịu rất là nhiều nghiệp nữa. Là bác của bạn á lên được tổng công ty sau khi bà mất xong nha. Thì sang năm sau là năm 2013 là bác của bạn bị đột quỵ chết. Chú của bạn Hiển á là người giàu nhất cái làng đó luôn, phải nói là cái làng. Là có xe hơi nè, có tivi nè, có xe máy nè, có đầy đủ hết. Kiếm cái gì? Hết hột quẹt rồi. Hột quẹt nó nằm ở đó chừng chừng một cục kìa, không thấy. Ờ vậy hả, em tính bỏ nó đây, tại vì anh tặng quà sinh nhật cho em á, sàn mới đủ. Ok. Xong rồi á, thì chú của bạn á đang ở trên đỉnh, đang rất là giàu, đùng cái phá sản. Đùng một cái phá sản, bán hết tài sản luôn. Người trong nhà ai cũng bị hả, ba ai cũng bị bệnh hết. Xong rồi hả, mẹ của bạn á khi mà về lấy bạn thời điểm đó, về lấy ba bạn thời điểm đó là có bầu anh của bạn. Thì đang có bầu anh của bạn mà tối nào cũng nằm mơ hết, thấy một con rắn không đầu, không đuôi. Ủa vậy sao nó biết nó là con rắn? Thì nhìn cái mình của nó là biết là con rắn. Nhìn cái mình á, thấy thấy con rắn nó bò sát cái người vậy nè, nó siết chặt cái người lại. Điềm á mọi người, thấy rắn ghê lắm, thấy rắn là ghê lắm. Rắn con số mấy vậy, mai đánh đề con số đó đi, tại hôm nay rắn không à. Cái xong rồi thì chú của bạn á mới đi coi thầy, thì ông thầy đó kêu á là bỏ tiền ra xây một cái miếu ngay cái giữa nhà,
mà cái giữa nhà đó là cái thời mà lúc bà nội của bạn Hiển còn sống á, là bà hay thắp nhang ở đó lắm. Và mỗi lần bà thắp nhang á, là người nhà kể là bà thắp nhang, sau khi mà bà thắp nhang xong á, bà cúng ở đó, bà niệm cái gì đó, thì tự nhiên đâu ra sẽ có hai con rắn. Hai con rắn nó bò lên cái mâm cỗ mà nó quấn lấy nhau. Trời ơi ghê lắm các bạn ơi. Mình nghe đâu hả là mấy con rắn mà kiểu mà hai con rắn mà nó quấn lấy nhau ở trong một cái hiện tượng nào đó, nó là một hiện tượng rất là tâm linh. Mình không nên đập, mình không nên đánh, mình không nên đuổi nó đi. Không thôi là hả mình sẽ bị tay may quả gió. Cái gọi là tay may quả gió. Phải không? Tay may quả gió, nói chung là mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí là tới tính mạng luôn. Nè, khai quật mộ cổ. Hồi xưa tao coi cái cảnh mà người ta quay clip mà khai quật cái mộ cổ nha, người ta mở ra người ta thấy hả hai con rắn đang quấn nhau trong đó, mà hai con rắn được chôn với xác luôn á. What the fuck? Vậy sao nó còn sống được hay vậy? Cái quan trọng là tụi nó ở dưới đó tụi nó ăn cái gì? Ăn xác hả? Không có ăn xác luôn, cái xác còn nguyên, cái xác nó còn cái bộ xương thôi. Nhưng mà cái vấn đề là hai con rắn nó vẫn còn, mà cái xác nó thâm niên rất là lâu rồi, mà mở ra thì hai con rắn nó vẫn còn quấn nhau luôn nha. Mà không hiểu hai con rắn nó ăn cái gì mà sống. Những cái người mà khai quật là người ta chết. Những cái người khai quật, có nghe nói là những cái người khai quật ở đó là người ta chết hết. Những cái người rắn 3272, em ghi lại, rắn 3272, 3272, mai hai anh em mình bao lô 3272. Khai lên là chết. Đó, phát hiện vậy. Rồi xong là hai con rắn đó là chú nói là hồi lúc mà bà còn sống á, khi mà bà thắp nhang á là bà sẽ cúng vào lúc 8 giờ sáng. Và khi mà bà cúng xong, hai con rắn nó quấn nhau từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, tự nó trường đi. Tự nó sẽ trường đi. Cái xong là ông thầy ông mới kêu là do là bây giờ khi mà bà đi á, thì bà chết rồi á, thì mấy cái người ma sói đó hả, bây giờ người ta kiểu mà vô định á, người ta không biết người ta sẽ làm gì, cho nên người ta cứ trách oán ở đó, cho nên là người ta sẽ phá tới đời con cháu luôn nếu mà không giải quyết cho người ta. Và phải tìm được cái mộ của bà. Tại các bạn biết sao, khi mà bà mất á, mà lúc mà làm mộ cho bà, tự nhiên cái mộ của bà lạc đi đâu mất tiêu luôn, mà mình cũng không hiểu là cái mộ của bà lạc đi đâu mà tìm hoài không được. Mình cái vấn đề lạc mộ mà mình không hiểu luôn á, có nghĩa là mất mà xong rồi mình đem đi chôn, xong rốt cuộc mình bị lạc mộ, mất cái mộ luôn. Cái ông thầy mới kêu là bây giờ phải tìm lại được cái mộ, mà tìm được cái mộ á thì mới giải được, có nghĩa là phải lấy được cái mộ đó của bà thì mới giải được cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ gọi hồn bà lên thì không được luôn. Có nghĩa là thầy gọi hồn bà lên, kể mà nói như vậy, thầy gọi hồn lên, thường thường gọi hồn lên để nói này nói kia, để hỏi á, ví dụ cái mộ ở đâu hay là cái xác ở đâu. Nhưng mà hả, gọi hồn lên không thấy hồn luôn. Thầy kêu á là gọi hồn không thấy hồn luôn, gọi hồn mà không thấy hồn luôn, có nghĩa là mất hồn luôn á. Là nghiệp tới nỗi mà có thể mất hồn á các bạn, đúng không? Cái gì ta không có lông nách luôn, đó là chuyện của tôi, đó là chuyện cá nhân. Tự nhiên quá, tự nhiên à. Cái nách của anh còn trắng hơn cái mặt của anh nữa. Cái xong rồi hả, thì mới bây giờ ông thầy kêu là bây giờ là mình trấn cái đó trước, mình trấn cái chỗ mà bà hay cúng trước, là mình làm một cái miếu ở đó, một cái đền thờ đó để mình thờ người ta, kiểu như là khi mà mình thờ người ta thì mọi thứ nó sẽ kiểu như là mình cúng kiến cho người ta đầy đủ á, mình cho người ta thấy cái sự thành thật và chân thành của mình á. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, và lúc đó thì mình sẽ đi tìm mộ của bà sau thì mình mới giải được, còn mình không tìm được mộ là mình cứ phải vậy hoài luôn. Cái khi mà làm được cái như vậy là phải bỏ 200 triệu ra làm cái miếu nha má. Đi mượn tiền 200 triệu để làm cái miếu đó. Chấn xong á là mọi thứ nó tốt lên. Cái nó trắng ha, trắng dữ ha. Hello Tùng Ba Ra Biển. Nhưng mà nhà của chú á thì khấm khá lên. Sau khi chấn xong, nhà chú khấm khá lên thiệt. Nhưng mà cái vấn đề là nhà của bạn, mà nhà bạn của bạn Hiển đi, không, nhà của bạn Hiển đó thì không khấm khá lên nha. Cái nách trắng thiệt. Cái nách trắng hơn cái mặt anh nữa. Cái da này cũng trắng hơn cái mặt tao nữa. Ừ. Cái nón kìa. Trời ơi, tao thích cái nón nó ghê luôn á. Có thể duy trì cái nón nó mãi mãi được không?
chứ tầm mề cho nó quá à. Xong một chuyện rồi nha mọi người ơi, xong thêm một chuyện nữa rồi nha mọi người ơi. Trời ơi con quỷ hiên mày nè, nó hỏi em á là hả em mới gì cái lộn. Tao mày điên quá, tao bữa tao nói với mày sao tao kêu mày giả bộ ngồi. Không. Ừ. Vậy mình sẽ kể cái gì? Cái lộn đó hả? Mình nghe cái gì vậy ta? Sao gây lộn hoài vậy má? Cái gì gây lộn với em? Trời ơi bạn em phiền ghê luôn á. Sao mà phiền? Ngày nào cũng gây lộn với bộ nó hết trơn á. Chán vậy hả? Ừ. Kiểu mà thường thường người ta nói là yêu lâu rồi đó, mình sinh ra mình chán nhau đó, cái đụng chuyện là gây lộn rồi đó. Trời ơi mà nhỏ thì mới quen 3 tháng chán nhau rồi. Trời ơi vậy luôn hả? Ừ. Rồi giờ làm sao? Vậy giờ sao anh? Giờ không có cách nè. Không có cách giải quyết luôn. Có chứ. Là bây giờ bên mình nè, có bán cái nhang passion này nè, dành cho những cái người á mà kiểu mà giống như là yêu lâu rồi đó, cái bị chán á, mình đang muốn nồng nàn hơn, mình đang muốn kiểu giống như là có một sự phát triển hơn cho mối quan hệ yêu đương, có một cái sự mới mẻ hơn và khiến cho mối quan hệ trở nên có lửa hơn, và kiểu như là đang cãi lộn mà kiểu mà cũng hòa hơn và yêu thương nhau hơn, thì mình nên sử dụng nhang passion này đó em. Em thử đưa cái nhang passion này cho bạn em dùng thử nha. Ê con rỉ thôi, bây giờ có nhang passion là xài không? Xài hả? Ok, rồi giờ mình em cảm ơn anh đi chứ. Cảm ơn anh. Trời ơi, này giúp đỡ đó nha, chứ không có cố tình làm gì hết trơn á. Rồi giờ mình sẽ kể tiếp câu chuyện tiếp theo nha, một cái chuyện về trường học ma ám nha mọi người nha. Tiểu phẩm mình đâu có làm gì đâu mà giả trơn. Không hề làm gì. Tiểu phẩm thoa. Có làm gì đâu. Có làm gì đâu mà kêu nữa. Mày đang giúp đỡ em mình mà. Cái này là kiểu mà tình huống gọi là bất ngờ mình không biết gì hết trơn, không ai ngờ tới hết á. Rồi câu chuyện tiếp theo là ở một cái ngôi trường ở Đà Nẵng, cái chuyện này nó có cái gọi là cái sát nhân á. Cái này có chuyện này có cái giờ hơi trinh thám chút xíu, vì chuyện này về kiểu giống như là skill. Ê mình có nên nói những cái từ đó không vậy? Nói skill đi. Kill là gì nè? Kill nhớ là vậy nha, tại vì trên này mấy hai má hai nền tảng này nó khó chịu lắm. Đúng rồi. Mình bị hả? Ừ, cái trường đó là cái trường cấp 2. Cái trường đó là trường cấp 2. Thì trong cái trường đó nó có cái thư viện. Thì cái cô thư viện đó mình xin phép là đặt tên đi nha. Cho một cái cô xin một cái tên đi. Cô Chu Quả Đảo. Cô mà tên Thắng là sao má? Cô Chu Quả Đảo. Giới tính nữ mà tên Thắng. Cái gì đây? Trời ơi, lựa tên khó quá à. Bảo An đi, Bảo An, ok. Ủa sao tên con gái mà Bảo An? Con An cũng được mà, con gái cũng tên An mà, Bảo An. Vậy em không lấy tên An? Ủa, tên An là tên của crush em hả? Thôi lấy đi. Tên An là tên của crush em hả? Im đi. Anh An bác sĩ á. Em thôi đi, em đi cả. Anh An bác sĩ á. Mệt quá. Anh An bác sĩ hay chích đít đó. Không có chích đít nhà, chích tay chưa. Rồi ok. Bảo An. Thì cái cô Bảo An này nè, cổ là kiểu như là cô làm ở trong cái thư viện đó của cái trường. Thì nhà cô xa quá, thì cái hôm đó là cô quyết định là chắc cô ở lại luôn cái thư viện. Thì cái ngày hôm đó là cái cô Bảo An quyết định là ở lại luôn cái thư viện. Thì khi cô ở lại cái thư viện á, thì không hiểu sao mà cô bị kêu. Cô bị kêu á. Thì khi mà cô chết á, là cái xác của cô kiểu như là bị móc mắt. Người ta nói là không biết học sinh nào đã khiêu cô. Nhưng mà tại sao các bạn nghĩ là học sinh? Tại sao lại nghĩ là học sinh? Mình nghĩ có thể là một cái người nào đó nhẫn nhỏ xuống má. Tao ở đây mà mày còn dẫn tiếng tao nữa. Có thể là một người khác, đâu phải nhất thiết là học sinh. Người ta nói là cái hung thủ á, là móc mắt của cô, xong rồi đổ mực vô trong mắt của cô, xong rồi đổ mực chung quanh người của cô để phi tan đi. Rồi xong bật quạt lên để cho gió nó thổi hả, cái mùi xác nó không bị nồng nữa. Trời ơi, nói chung là giết người mà ta nói, kêu người mà ta nói là nó có gọi là bài bản luôn á. Cái xong rồi hả, khi mà người ta phát hiện á, là lâu lắm người ta mới phát hiện. Tại vì rất là ít thầy cô đi qua cái thư viện đó. Rất là ít thầy cô với lại là học sinh đi qua cái thư viện đó. Mãi về sau người ta mới phát hiện là cô mất ở trong đó. Và khi mà cô mất á, là bắt đầu là hả, rất là nhiều hiện tượng tâm linh nó xảy ra trong cái trong cái ngôi trường đó. Và tới mức độ là phải hả, lập một cái bàn thờ cho cô luôn. Có nghĩa là
tới những cái cô giáo ở trong trường á, người ta rất là hạn chế vào những ngày mưa mà người ta mặc áo dài trắng người ta đi, bởi vì khi mà người ta mặc áo dài trắng người ta đi như vậy, người ta sẽ rất là dễ thấy cô bảo, thấy cô bảo an, kể cả ông bảo vệ nữa. Cứ hễ tối á là ổng đi về, hoặc là ổng hả sẽ chui vô trong cái phòng của ổng ngủ, chứ ổng không có đi ra ngoài, ổng không có trực đêm, bởi vì là ổng sợ thấy cô bảo an. Nói chung là vậy đó. Thì hả, trong cái chuyện này á là được, có một cái bạn kêu là cái chuyện này là được kể bởi cái cô công nghệ của bạn. Thì cái cô công nghệ kể là mấy cô giáo á, sau khi mà cô bảo an mất á, thì có đặt cái bàn thờ ở trong trường, thì mới mang đồ cúng tới, rồi là giấy tiền vàng bạc nè, hay là quần áo mà bằng giấy, với lại là một cái nón lá tới để cúng cho cô. Nhưng mà khi mà cúng cho cô á, cái nón lá nó cứ bay hoài à, cúng ở cái trong phòng mà để cái chỗ mà để thờ cô á, cái căn phòng mà thờ cô với là thư viện nó ở trên căng tin. Thì mỗi khi mà cúng như vậy á thì cái nón lá nó cứ bay mà không hề có gió nha, trong phòng không hề có gió nha, mà cứ để cái nón lá lên lại là nó cứ bay. Cái xong rồi cái cô công nghệ đó cô mới nói với lại cái cô bảo an, cô mới niệm trong lòng là em ơi, nếu mà em không thích cái nón lá này thì đợt sau chị mang lại cái nón lá khác cho, mang lại cái nón khác cho em nha. Cái xong rồi hả, thì lúc này cái nón lá nó mới không bay nữa. Ở trong trường á thì có một cái cô làm ở căng tin, thì cái cô căng tin này nè là nhà của cổ ở trong đó luôn. Thường á là mình thấy là đa phần mà những người bán căng tin nó thường thường á là họ ở trong trường luôn à, con của họ cũng ở trong trường luôn. Thí dụ như hồi đó trường Trương Công Định mình cũng vậy nè, mà trường Trương Công Định của mình cũng một thời có ma đó, mình kể cho các bạn rồi đó. Cái lúc mà thằng Long BD gì đó nó đồn trường mình có ma, xong rồi nó bị đứng trên cục cờ nó phạt đó. Thì cái lúc đó đi ra ngoài lan can, rất là thường hay, những cái người trong nhà của cái bà căn tin nó rất là thường hay thấy cô bảo an luôn, là đi ra ngoài lan can nhìn lên trên là thấy cô bảo an. Ghê hơn nữa đó chính là có một cái người mà người ta ở cái nhà ở gần bên cái trường đó đó, người ta mỗi chiều mà người ta cứ dắt võng, người ta ngồi trên cao, người ta nhìn xuống là người ta sẽ thấy có một cái người phụ nữ mặc áo dài trắng đứng ở giữa trường, đứng ở giữa trường kế phòng bảo vệ gì đó, mà đứng rất là lâu nha, mà không thấy cái đầu cái mặt của người đó như thế nào luôn. Đó là cái chuyện thứ nhất ở trong trường. Rồi mình sẽ tới cái chuyện thứ hai ở trong cái trường đó nha mọi người. Gì vậy? Rồi, chuyện văn rồi. Xong rồi thì bắt đầu á là tới cái chuyện thứ hai á là mình theo như mình nhớ. À, theo như mình nhớ là có hai cái bạn kia. Hai cái bạn đó là quên mang theo, cứ nghe này. Mình xin phép đặt tên đi ha. Mình xin phép đặt tên đi, cho mình hai cái tên đi mọi người. Bạn đó tên là, một cái bạn tên là Hy Hữu. Huy Hữu. Với là một cái người tên là Huy Hữu, một cái người tên là Trinh. Thì cái bạn Trinh này nè, bạn mới kiểu như là bị quên cái mắt kiến á. Bạn bị quên cái mắt kiến á. Ở trên mắt kiến cận ở trên trường á, mà lúc đó tối rồi, bạn mới nhờ bạn Huy Hữu này là cùng bạn Trinh đi lên lấy cái mắt kiến. Nhưng mà mình đã kể với các bạn rồi nha, cái ông bảo vệ á, ông rất là sợ ma, cho nên là ông không có đi tuần vào ban đêm, mà cứ 7 giờ mà học sinh đi ra hết, xong rồi ông kiểm tra hết rồi á là tắt chui vô trong phòng ngủ. Ngay 8 giờ là không còn đi ra nữa. Nhưng mà cái lúc đó là 8 giờ mấy bạn lên, thì khi mà 8 giờ mấy bạn lên á thì mấy bạn mà buồn cái là cái phòng, cái chỗ mà đi lên cái phòng học của mấy bạn á là nó phải đi ngang qua căng tin, mà là ma thì nó ngay đó, cái chỗ mà thư viện nó lại ở trên căng tin các bạn, đúng không? Nó phải đi trên căng tin, nếu mình đi là mình phải đi ngang nó, cho nên là mấy bạn này quyết định là đi vòng, đi đường vòng thay vì đi thẳng lên, thì mình đi đường vòng, thì mình đi vòng qua cái chỗ mà cầu thang dành cho giáo viên, thì khi đi qua đó thì mình có thể né được cái căng tin đó đó. Và khi mà bạn Huy Hữu và bạn Trinh đi lên đó, thì bạn Trinh thì bạn không có thấy đường, cho nên là bây giờ có nhìn thấy ma cũng không thấy, tại vì cận mà nhìn thấy ma thì cũng là mờ mờ ảo ảo thôi. Thì bạn đó đi vô trong hả để lấy cái kính cận, thì lúc này bạn Huy Hữu đứng ở ngoài, thì bạn nhìn vô trong cái chỗ mà thể dục dụng cụ, cái chỗ mà cái phòng để thể dục dụng cụ, thì bạn thấy có một cái bóng người đứng ở trong phòng. Nhưng mà thiệt ra cái mà bạn sợ là cái phòng thư viện thôi, cho nên là bạn tập trung hết cái việc đó vào cái phòng thư viện, còn những cái phòng khác á thì bạn không có để ý.
thì bạn thấy cái bóng người lướt qua cái phòng thể dục dụng cụ, thì bạn cũng không có nghĩ gì nhiều, cho tới khi mà bạn về tới nhà rồi á thì bạn mới gom nhặt lại. Là tại vì sáng ngày hôm đó bạn lên trên cái phòng thể dục dụng cụ á, thì bạn phát hiện là ở trong phòng thể dục dụng cụ mới là cái phòng để cái bàn thờ, để cái bàn thờ, cái phòng đó mới là cái phòng để cái bàn thờ. Xong rồi bạn mới đi hỏi cái người thầy của mình á, thì cái người thầy của mình mới gọi là nói là cái phòng thể dục dụng cụ á với lại cái phòng thư viện á thì hồi xưa nó là một. Sau này khi mà nhiều biến cố quá thì nhà trường cũng không gỡ được cái phòng đó, không dỡ được cái phòng đó, cho nên họ mới quyết định là xây nó lên thành hai phòng, một phòng thể dục dụng cụ và một phòng thư viện. Có nghĩa là cái phòng đó trước là một cái phòng thư viện bự luôn, nhưng mà sau này được tách ra để làm phòng thể dục dụng cụ, thì nó cũng là cái chỗ mà nơi mà cái cô mà bảo an này mất, thì mới để cái bàn thờ ngay cái phòng thể dục dụng cụ. Các bạn hiểu không? Rồi, các hiểu chưa? Đó là lý do tại sao mà thì bạn này mới nghiệm ra là bạn đã thấy cái cô bảo an này đêm đó, bạn chính cái người mà bạn thấy đó chính là cô bảo an này. Trời, tao nói hả, là cái phòng thể dục dụng cụ hèn chi nó sáng rực màu đỏ bởi vì là cái bàn thờ nó màu đỏ. Xong rồi thì thầy mới kể là cái lúc mà muốn dỡ cái phòng này nè, không có để là cái thư viện nữa, thì là tự nhiên cây đa, cái cây ở trong trường á, nó mọc chen vô trong cái tòa phòng đó luôn. Thì hả, người ta mới là đem máy cưa tới, người ta cưa mà cứ hỡi người ta quái cưa lên á là cái máy cưa nó tắt ngang, nó không có sử dụng được. Rồi xong tới cái câu chuyện thứ ba, mới là cái câu chuyện thứ ghê. Cái câu chuyện này là kiểu mà cắm trại ở trong trường, có nghĩa là ui da, mắt của con Kiệt nó đâm vô tay tao đau quá. Cái cắm trại ở trong trường là gì nè, nhà trường thấy á là đi ra ngoài cắm trại á thì toàn là gặp mấy cái chuyện kinh khủng mà, tại vì nghe đâu có thể là chết cũng nhiều á, thì mới kiểu như là đi cắm trại trong trường luôn để có dễ kiểm soát học sinh. Thì là cứ ăn uống rồi xong vui chơi này kia đó, thì 9 giờ là chui vô trong lều ngủ. Thì có ba bạn nữ này á là không có chui vô trong lều ngủ nha, mà ba bạn nữ này đi vệ sinh ở lầu 2. Và ba bạn nữ này hả, sau khi mà đi vệ sinh ở lầu 2 rồi đó thì bị mất tích. Cái lúc này người ta đi kiểm, người ta đi đếm điểm danh thì không thấy ba bạn nữ này đâu, thì cũng không có báo cho gia đình biết luôn. Thì nhà trường nghĩ là thôi chắc nhà trường giải quyết được, cho nên là đi tìm ba bạn, đi lên lầu 2 luôn cũng không thấy, tìm nguyên một đêm không thấy, cho tới sáng ngày hôm sau thì mới phát hiện là một bạn thì bị ngất ở trước phòng vệ sinh, một bạn thì là chết ở trong phòng vệ sinh, và một bạn là mất tích cho tới bây giờ không tìm được. Cái bạn mà bị bất tỉnh ở ngoài á thì đem đi bệnh viện, thì khi mà tỉnh dậy nha là bạn bị hóa điên luôn, là bạn cứ kêu là cô ơi đừng làm hại con, cô tới để bắt tôi đi. Cho tới khi mà bạn điên quá rồi đó, bạn chịu không nổi nữa thì bạn chọn cách giải thoát là bạn thắt cổ bạn chết. Đó là gì đó, thì khi bạn chết rồi đó, thì bắt đầu nhà của ba bạn này á mới đi kêu hồn lên để nói chuyện, là kiểu là hỏi lý do tại sao, thì có ổn khúc gì không. Thì hồn của mấy cái bạn nữ đó mới kể là ba bạn nữ này á nghe á là lầu 2 phòng vệ sinh có ma, cho nên ba bạn nữ này lên trển để cầu cơ. Đó là hồn của ba bạn nữ này lúc mà đã kêu lên rồi nha, kêu là tụi con lên đó tụi con cầu cơ, mà khi mà tụi con cầu cơ thì tụi con sợ quá, tụi con cái cầu á là cầu cơ là nó sẽ có cái bể đúng không, rồi xong rồi nó có cái để mình, cái tay để mình ba đứa để di lên di xuống vậy nè, thì mấy đứa này mới buông tay ra. Thì khi mấy đứa này buông tay ra thì một trong ba đứa nó bị nhập đó, xong rồi mọi chuyện nó diễn ra tang thương là như vậy đó. Trong cái đêm đó nó diễn ra tang thương là như vậy đó, chỉ đang không biết là đứa thứ ba nó mất tích ở đâu thôi, chỉ là không biết là đứa thứ ba nó mất tích ở đâu thôi. Em mới vô kể lại từ đầu đi ní, tao kể gần một tiếng rồi, nó kêu tao kể lại từ đầu đi, nó điên không? Má mình nhắc tới cái chuyện ma hả? Ê, cái trường Colet của mày đó có chuyện ma không? Không, nhưng mà có cái chuyện chấn động giết người á, anh không biết hả? Dạ, vậy mày kể đi. Cái trường Colet á, hồi cấp 2 đúng không? Đúng rồi. Rồi mày kể đi. Anh có biết cái vụ mà hồi xưa mà lên báo có vụ mà xác của nữ giáo viên mà trôi, bị chặt ra từng khúc mà trôi ngay sông bờ kè không? Không,
cái anh cứ sợ thử đi, đuổi là chấn động luôn á. Vậy hả? Đâu, cổ là giáo viên, em nhớ là cổ là giáo viên mỹ thuật lớp em. Giáo viên mỹ thuật lớp em luôn hả? Lớp em luôn. Lớp em luôn. Rồi, chứ không lẽ lớp người ta. Rồi sao nói tiếp đi. Không, ta đang nhấn mạnh cái đó cho người ta nhớ. Ok, ok. Thì hả, gì hồi đó em học kể lớn lên xíu, kể lên xíu. Em nhớ là em học lớp 8. Lớp 8. Xong cái hả, mấy đáng lẽ cái tiết đó là cái tiết mà hôm đó là phải học mỹ thuật. Đúng. Mà không thấy cô đi, cô không thấy cô dạy. Ừ. Cô là chỉ là giáo viên bộ môn thôi, phải giáo viên chủ nhiệm. Thì cứ hả, tới tận mấy tuần sau, một hai tuần gì đó, không thấy cô xuất hiện. Xong cái sang ngày sau em đi học á là hả, thấy cô lên báo vụ cô bị chặt sát từng khúc vậy nè, xong rồi bỏ trong cái ba bố. Thì cái lúc mà hả, khi mà bị phát hiện ra là cái cô đó là cô bán dây chai, tại anh hồi xưa anh sống ở bờ kè. Đúng rồi, nhớ tao nhớ cái, tao nhớ tao mẹ ở chung cái nhà đó mà tao biết. Ừ, thì nó hay có mấy cái bà bán dây chai mà bả hay đi lượm mấy cái dây chai mà hay là mấy cái ba mà nổi lùm bờn rồi ngay cái cầu á. Xong cái hả, bả mới vớt lên, bả tưởng là dây chai hay rác cái gì á, thì tính lượm lên xong mà bán, thì mới phát hiện ra là hả, là cổ bị chặt mà kiểu mà đứt lì đầu, đứt lì tay chân, từng khúc nhà dã man lắm. Xong rồi hả, điều tra ra mới phát hiện là có thằng hình như là bạn trai hay là hả, bạn trai hay người yêu cũ gì đó, hay là một tên cướp, em không nhớ lâu lắm rồi, tới nó học lớp 8 rồi, mấy chục năm rồi. Mà sao nhiều nhân vật quá vậy, bạn trai người yêu cũ một tên cướp. Bạn trai người yêu cũ một tên cướp thì rốt cuộc nó là một đúng không? Nó là một, là nó là vừa người yêu cũ, nó vừa là từng, trước đây là bạn trai mà nó cũng đã từng là nó là tên cướp luôn, là nó cướp của bả luôn. Là nó làm ba chuyện luôn đúng không? Đúng là rồi. Thằng đó đúng không? Không nhớ nữa mà mọi người cứ sợ là mọi người ra hàng. Sợ cái gì? Sợ cái gì mà hả, xác giáo viên mà bị chặt một khúc mà bỏ trong cái bao bố mà trôi ngay sông kênh Du Lộc á. Là ra. Thì hả, mới phát hiện là bả bị cướp vòng vàng, xong rồi bả bị chặt ra gì đó. Tội nghiệp lắm, đứt lìa nè, trời, nguyên buổi học sợ chết. Nhưng mà cái chỗ của mày á, ở là, cái kênh Như Lộc đó, là không những là hồi xưa á, là tụi nó có nhiều vụ thanh toán nhau á, xong rồi quăng xác xuống dưới đó là chết nhiều lắm. Là cái kênh Như Lộc á, là nó là nổi xác bên ngoài à, ai ở kênh Như Lộc chắc cũng biết ha. Nói chung là ai ở kinh Du Lộc cũng biết. Hồi đó tao với con bé này nè, là nhà em mà nó có quy một cái thông gió để nhìn ra ngoài cái sông kinh Du Lộc luôn. Kinh Du Lộc đó. Thì chính tại cái ngày hôm đó tao đứng đó hả, thì thấy người ta ồn ào quá trời luôn, thì anh mới thấy có một cái xác nó nổi lên. Thì có một cái xác nam nó nổi lên đó, mà nó nổi và nó trôi vậy nè. Nó nổi hai cái tay nó vậy nè. Cái xác đó là do người ta kể là do hả, mấy ông này ổng đi nhậu. Xong cái ổng xuống dưới, tại nhà ông đó mấy chục năm thì đó. Ổng bơi đua. Tụi nó bơi đua với nhau, kiểu là nó nhậu xong nó xỉn, nó kêu là rồi. Bơi đua xong một thằng lên được, một thằng chết. Đúng rồi, lại bên là chết. Thì đó. Tính ra cái chỗ mà tao mày ở á, mày biết cái chỗ của con Trâm gì đó, con Quỳnh Trâm không? Cái con Quỳnh Trâm á là ở dưới, nói chung là ở dưới Lê Văn Sĩ nó sẽ có một cái đường ray. Đó, thì cái đường ray đó là ngày xưa là lúc mà kiểu mà thời đó là sau chiến tranh vô rồi đó. Thì khi mà cái đó có cái đường ray đó là mấy cái băng đảng nó thanh toán nhau á, thì trong đó có cái bà đó hồi đó bà làm giang hồ, thế tao kể rồi. Bà đó bà làm giang hồ xong rồi hả, bà hết thời đó, bà bị thanh toán, bà bị chặt đứt cái đầu. Xong tối á hả, người ta đi qua đi lại cái chỗ đó tối thui à, toàn là hút chích không à. Người ta đi qua đi lại cái xong rồi hả, có nghe cái tiếng ở dưới đất kêu như vậy nè. Ê, có chừng đạp cái đầu của tôi. Ghê quá rồi. Nói rồi, đường ray là một, kênh Như Lộc là hai. Kênh Như Lộc là hai, là chết ở rất là nhiều. Tự nhiên nửa đêm đó, mấy thằng nhậu xỉn đó, tự nhiên nó nằm ra đường ray á, xong rồi xe đi qua cái rẹt. Là chết 5 thằng luôn. Ừ, vậy trời, đường ray là chết nhiều lắm. Là ngay cái chỗ khu quận 3 hả, cái đó Tân Bình chưa, quận 3 cái... Không, khu của mày là quận 3. Còn khu mà cái đường ray chắc gần Tân Bình rồi. Nó là giữa Tân Bình với quận 3. Giữa Tân Bình với quận 3. Đúng rồi, khúc đó người ta chết nhiều lắm á. Kênh đó ở Sài Gòn. Ừ, kênh đó ở Sài Gòn. Cái khúc đó chết rất là nhiều nha. Và đặc biệt là kinh Du Lập nha. Ngoài cái đợt đó ra, tao đó thì tao... Trời ơi, gần đây tao chứng kiến nè. Này này, quên kể. Tao nói là tao nhớ để tao kể. Má tao chứng kiến. Mấy bữa nè, tao đi tập về đó, tao đi ngang cái đường ray. Không, tao đi ngang cái sông kinh Du Lộc á.
thấy người ta đó xôn xao quá trời luôn. Rồi thấy có cái ông nào ổng móc cái dây lên. Rồi xong công an đứng tảng ra vậy nè, cái xong có cái ông ổng móc cái dây lên vậy nè. Mà tao thấy lôi lên nguyên một cục là tao nói chết mẹ rồi, đụng má xác người, tao sợ quá tao chạy. Là gần đây là có nữa. Năm nào mà không bị, gần đây là có nữa. Ở dưới là Mai Gia á, ờ nghe nó ghê lắm. Mai Gia vậy. Ờ vậy mà mấy má nó ra, đụng má mấy má ra, mấy má nó câu cá không à, không hiểu á. Cái nó thú quắc à. Ờ ngoài cái kinh đó ra, xong rồi tao nghe ở đâu hay là Vũng Tàu á. Bãi sai bãi trước gì cũng vậy. Tao nghe nói là người dân Vũng Tàu, người ta nói có một cái bà đó ở Vũng Tàu, tao không biết bà nói chuyện có xà lơ không. Ở đây ai Vũng Tàu xác định đi. Thế tao không biết là có xà lơ không. Hồi đó tao có bà kia bà là tiền bối của tao. Xong bà kể là chị là người Vũng Tàu nè, chị không bao giờ chị tắm biển Vũng Tàu hết trơn á. Tại vì hả, mỗi lần lâu lâu cái biển Vũng Tàu nó cứ cho xác người vô hoài đó em. Mà tao hỏi bà trước hay bà sau. Tao hỏi bà gì nè, chị ơi chị, bà trước hay bà sau. Cái bà kêu bà nào cũng có. Ghê quá à. Tao hiểu là what the fuck. Cái đó nó chị là chị người Vũng Tàu, chị không giờ chị tắm biển đó em. Mà nói vậy đó. Mô Phật. Mô Phật. Chuyện cái gì kìa, bạn này kêu kìa là Huỳnh Hương kêu đúng rồi nhé. Ồ cái đó. Có không? Chắc không có đâu ha, chắc bả xà lơ ha. Chị này mình không có, mình không biết cái này toàn là chuyện truyền miệng đó mà. Toàn là chuyện truyền miệng đó mà. Ví dụ bà cô giáo. Má có má nói có má nói không. Ví dụ bà cô giáo hồi xưa là chấn động một thời luôn á. Ờ mà lúc đó mày ủa là bả hay dạy mày luôn mà bả lúc đó bả còn trẻ không? Trẻ măng à. Ừ. Chấn động một thời luôn á. Trẻ thì mới bị gì đó. Ghê quá. Thằng người yêu cũ bả ghê quá. Nhớ người yêu cũ hay là tên cướp? Người yêu cũ hay tên cướp? Không nhớ đâu rồi. Tao nghĩ là người yêu cũ á. Chứ sao mà tên cướp nó ác vậy, chứ nó cướp thôi chứ. Ừ, nó cướp mà nó lại... Nó cướp mà nó còn chặt mày ra từng khúc, nó phải hận thù mày đó, nó mới chặt mày ra từng khúc chứ. Đúng không? Ừ. Nó cướp nó chỉ đơn giản là nó đâm mày cái ọt mày cái xong nó cướp nó bỏ chạy thôi. Ừ. Thì nó còn nghe còn hợp lý. Còn này nó chặt mày ra từng khúc rồi là nó phải hận mày lắm, nó mới có dành thời gian ra để nó chặt, hiểu không? Có nghĩa là nó bỏ thời gian ra, có nghĩa là nó giết mày mà nó còn phải bỏ thời gian ra để nó chặt từng khúc nữa. Là nó phải hận mày đúng không? Ừ. Thì suy ra người yêu cũ đúng rồi đó. Dạ. Chắc vậy đó, tao đoán vậy đó. Mày lên mày đọc báo này đi chứ tao suy đoán thôi. Ồ chứ lâu quá rồi. Ừ. Nhớ. Thôi mà vụ cô lét của em hả? Cứ... À mọi người ơi, mình còn không có biết, mình nghe bả xong mình vẫn đi Vũng Tàu bình thường. Cái đó là chỉ truyền miệng thôi mà bả nói vậy thôi chứ chắc gì đã vậy đâu. Chắc gì đã vậy đâu mọi người. Trời ơi mọi người ơi, mọi người đừng có tin vào truyền thông. Mình còn mình nghe bả mình còn thấy xà lơi, mình nghe vui vui vậy thôi, hiểu không? Có thiệt má hả? Có người kêu có thiệt mà có người kêu không, thôi đừng có nói, để cho mấy bạn đi Vũng Tàu đi, đừng có nói. Thiệt ra là gì nè, hết chuyện rồi và bây giờ mình xin em mình coi có chuyện nào không mình để kể thêm đó má. Là các bạn nghe mình kể rồi, nghe mình kể thêm nữa, kiểu như là cái khúc sau này á là cái khúc mà mình nói chuyện tâm linh cho nó vui thôi, hiểu không? Nghe mình bàn chuyện tâm linh thôi chứ hết chuyện rồi nha. Hẹn các bạn vào hả thứ ba tuần sau nha. Bye 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 nha.